Liệu bạn đang sống hay đang tồn tại? Giá như tôi và cậu được gặp nhau ở hoàn cảnh khác, bạn có đang cầu xin điều ấy khi sống trong một xã hội chưa thoát hẳn khỏi sự trói buộc? Bạn có cảm nhận được không? Buổi sáng thức dậy bạn mong muốn gì? Một khoảng thời gian đẹp đẽ hay chỉ là một ngày bình yên? Dù bạn là một chú hổ mạnh mẽ luôn sẵn sàng vươn cao móng vuốt sắc nhọn mỗi khi ai đó xâm phạm đến lãnh thổ của mình, nhưng khi đối diện với xã hội định kiến, bạn lại trở nên yếu đuối như một chú mèo hoang cần được chăm sóc. Tại sao phải thế? Thế đâu phải con người thật của bạn. Đừng lẩn tránh, chối bỏ, giấu mình đi trước thứ gọi là tình cảm. Phá vỡ rào cản và bộc lộ tâm tư của mình, chỉ khi ấy bạn mới là chính bạn. Nếu sự có mặt của bạn trong thế giới này đơn giản là tồn tại, thì từ khoảnh khắc có được tình cảm, bạn đã biết thế nào là sống. Các bạn đang sống hay chỉ dừng lại ở hai chữ tồn tại? Tồn tại rất khác với sống. Tồn tại là cảm giác muốn làm cho xong việc với ý nghĩ ngày hôm nay trôi qua nhanh hơn một chút, tồn tại cho qua một ngày, không có mục tiêu nào để hướng đến. Còn sống là sống hết mình, cống hiến hết mình, vui vẻ và hạnh phúc trước sự lựa chọn của mình. Nhiều người thường tự hỏi rằng tôi là ai, hay thậm chí đây có phải con người thật của tôi không? Câu hỏi thực sự nên được đặt ra là: bạn có dám đối mặt với con người thực của mình không? Bạn có đủ dũng cảm tìm ra con người thật của bản thân mình không? Người ta thường nuối tiếc những việc mình chưa làm hơn những việc mình đã làm. Các cơ hội chỉ đến với bạn một lần mà thôi. Hãy nắm bắt lấy nó, dũng cảm hơn, trân trọng và dám đối diện với bản thân, để điều cuối cùng ta nhận lại là hạnh phúc, dù nó chỉ là điều nhỏ bé, giản đơn nhất. Tự tin là chính mình, bạn nhé!